Em xin chào toàn thể các bác yêu Lan. Hôm nay là phiên ngày 15 tháng 8 năm 2020 của kênh Lan Rừng Tuyết Kha tại thành phố Cao Bằng. Và số điện thoại để các bác liên hệ mua Lan bên em là 0914 996 482 cả nhà nhé. Hôm nay thì hàng nhà em chủ yếu là Trần Mộng ạ. Trần Mộng Xuân em vừa về một lô. Và ngoài ra thì em còn có da báo, vẩy rồng, kiều vàng, kiếm đỏ, kiếm lô hội, phi điệp vàng. Và một số giò thuần nữa, Hải Vân em còn ít thôi. Thì sau đây em sẽ giới thiệu luôn chi tiết từng cái hình Trần Mộng Xuân. Thì đối với cái dòng Trần Mộng Xuân này, bây giờ đang bắt đầu nhú nụ, nó cao khoảng tầm khoảng một đốt ngón tay rồi các bác ạ. Đấy, thế nên là bây giờ chúng ta lấy về trồng thì sẽ cái việc ngắm hoa thì sẽ được khả năng được khả quan hơn. Cái Trần Mộng này có một cái đặc điểm là lá nó dễ bị vàng lá, rụng lá, nên là những cái đơn nào mà em chuyển đi miền Nam cho các bác thì sẽ có một số lá nó bị vàng. Nên là cái việc đấy cũng là bình thường thôi các bác nhé. Đấy, không vấn đề gì cả, nếu như cây nó vẫn còn khỏe thì nó vẫn phát triển bình thường thôi. Còn những bác ở miền Bắc thì yên tâm rồi, gửi 1 đến 2 ngày đến thì không bao giờ có cái chuyện là bị vàng lá cả. Và đối với cái gói cước chuyển hàng ở ở bên em thì bây giờ em đã đăng ký được cái gói cước chọn gói. Có nghĩa là một cái đơn hàng mà dưới 5 cân thì chỉ là 30.000 tiền COD các bác nhé. 30.000 tiền cước thôi, chuyển toàn quốc luôn, chuyển nhanh toàn quốc luôn. Và đối với những đơn hàng nào mà nặng từ, ví dụ như từ cân thứ 6 trở đi thì mỗi cân các bác sẽ cộng thêm 7.000 cho em. Đấy. Ví dụ như là 5 cân, đơn hàng 5 cân thì sẽ là vào 30.000. Còn đơn hàng 6 cân thì sẽ là 37.000. Đơn hàng 7 cân thì cộng thêm 7 nữa là thành 44.000. Đấy, các bác cứ mỗi cân cộng thêm 7.000 cho em. Còn những đơn dưới 5 cân thì chỉ 30.000, em ship toàn quốc. Nên là các bác yên tâm về giá cước nhé. Em giới thiệu luôn, đầu tiên là cái rễ số 1 có giá là 180.000. Cái rễ này nặng 2,4 cân. 2,4 cân. Rễ này tròn, xinh này các bác ạ. Tiếp theo rễ số 2. Rễ số 2 có giá là 200.000. Cái này nặng 2,6 cân ạ. 2,6 cân. Do là nụ nó mới nhú còn bé quá nên là em không thể nào quay cho các bác xem được. Sáng nay trong quá trình dọn dẹp và tỉa tót thì em thấy rụng ra một số nụ, thì em mới biết là nụ nó mới nhú ra như vậy, chứ còn nếu không nhìn mắt thì cũng khó phát hiện lắm các bác ạ. Đấy, số 2 là 200.000, 2,6 cân. Số 3 là 190.000. Đấy, nặng 2,5 cân ạ. Bởi vì nhiều hàng nhiều quá nên em đặt xin ship nhau. Nhìn nó cũng hơi khó, các bác thông cảm nhé. Số 4 có giá là 330.000. Đấy, cái này nặng 4,2 cân. Số 5. Số 5 là 120.000. Rễ này nặng 1,7 cân ạ. Số 6. Số 6 là 200.000. Củ to. Cái này nặng 2,8 cân các bác nhé. 2,8 cân. Số 7. Số 7 là 200.000, nặng 2,6 cân ạ. Các bác lưu ý giúp em là cái Trần Mộng này do là hàng vừa về. Với cả mấy hôm vừa rồi thì mưa toàn miền Bắc, thế nên là nó vẫn còn có dính đất ở đây các bác nhá. Cái này thì em mua để em mua với dân cũng phải mua cả cân cả đất rồi, mặc dù em cũng có tỉa tót, có dỡ ra khá là nhiều đấy, nhưng mà không thể nào dỡ hết được. Thế nên là với cả cái việc có đất này thì cũng giữ cho cây nó được tươi lâu hơn các bác ạ. Trong quá trình vận chuyển nó sẽ đỡ bị khô héo. Đấy, số 8. Số 8 có giá là 200.000, cái này nặng 2,8 cân ạ.
số 9. Số 9 lại ở bên này. Đây, số 9 là một dề là ngắn, tròn tròn, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Cái này 2 cân, có giá là 160.000 ạ. Số 10. Số 10 đây. Đây, giá hành rất là to. Số 10 có giá là 280, nặng 3 cân 6. Số 11 2 cân là 160.000 ạ. Số 12 cũng 2 cân 160.000. Những cái dề này, đây các bác lưu ý giúp em, những cái dề mà nó bị phát vuông vuông như này là bản thân nó là những cái dề rất là to, nhưng mà do là cái việc vận chuyển rất là khó khăn, với cả nó hay bị gãy dập, nên là người dân cũng có tỉa ra thành những cái dề nhỏ như này để cho các bác sưu tầm thì nó dễ hơn, trồng nó cũng dễ, bởi vì rất là ít người tìm dề to. Số 13 có giá là 150.000, 2 cân. Đấy. Số 14. 14. Ôi giời, chồng chất lên nhau. 150.000 ạ, 2 cân. Số 15 là 350, cái này 4 cân rưỡi ạ. 350, 4 cân rưỡi. Dề này tròn này. Tròn xoe luôn. Số 16 300.000, nặng 3 cân 9 ạ. 3 cân 9. Những cái này là đất thôi các bác nhá. Đây này. Đấy. Do là vận chuyển về thì đất nó rụng ra rồi là nó bám vào các cái lá này. Về nếu mà chúng ta để vườn thì không sao, nếu các bác trồng trong nhà thì các bác chỉ có lấy khăn lau đi giúp em một cái là nó sạch sẽ. Số 16 là 300, 3 cân 9. Số 17. Số 17 250, 3 cân 6 ạ. Số 18. Số 18 là 250, là 3 cân 4. Số 19. 19 là 2 cân 4. Có giá là 150.000. Số 20. Số 20, 2 cân 2 là 160.000 ạ. Hai dề to nhất này. Số 21. Cái dề này 5 cân, có giá là 380.000 ạ. Rất là to khủng luôn các bác ạ. Và cái dề này là ít đất, ít đây, bởi vì dễ nó tơi, thế nên là gần như là không có đất mấy. Cái này cân nặng là hoàn toàn là cây thôi. Số 22 có giá là 450.000. Cái này nặng 6 cân. Cái dề này thì cũng rất là ít đất. Đây. Bởi vì những cái dề dễ tơi như thế này thì đất nó rụng hết rồi. Rụng hết ra rồi. Đấy là cái hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác. Trần Mộng Xuân. Hoa nở Tết. Rất là bền. Hoa có thể chơi được đến 3 tháng các bác nhé. Cái Trần Mộng này thì trồng, các bác có thể trồng đất trộn với sơ dừa hoặc là mùn. Đấy. Và chúng ta trồng thì để nhớ là để cái chậu nó ở chỗ thoáng, đừng để nó bí, thì nó bí đáy thì nó không thoát nước thì nó rất dễ bị thối rễ ạ. Tiếp theo là vẩy rồng. Vẩy rồng em bán giá là 110.000 một kg các bác nhé. 110.000 một kg. Đấy. Tiếp theo, cẩm báo 200.000 một kg. 200.000 một kg ạ.
Cái này các bác có thể lấy một vài lạng sưu tầm, em vẫn bán. Tiếp theo, kiều vàng 180.000 một kg. Hải Vân Bắc. Hải Vân Bắc đây, em còn vài cây thôi. 50.000 một cây ạ. Kiếm lô hội là 50.000 một kg. Kiếm lô hội 50.000 một kg. Kiếm đỏ 80.000 một kg. Và phi điệp vàng 120.000 một kg. Phi điệp vàng thì hàng đang nụ các bác nhé. Một số thì chưa nhú nụ ra thì cũng đã sưng rồi, sưng mắt nụ rồi. Đấy, một số thì đã bắt đầu nhú thành nụ rồi. Một trăm hai mươi nghìn một kg ạ. Tiếp theo em còn một cái suất bạch ngọc này, 190.000. 190 đấy, với cả một cây này, một rề với một cây này các bác nhé. Còn một suất duy nhất. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các cái giò thuần và giò nguyên bản mà hôm nay nhà em có. Thứ nhất là số 5 trầm tím có giá là 220.000. Đây là giò số 5. Có hai ngọn rất là mập mạp này. Tiếp đến là giò số 7 là phi điệp tím có giá là 480.000 ạ. Số 8 giò trầm tím có giá là 200.000 ạ. Và cái trầm tím này là trầm Lào các bác nhé, mặt hoa rất là đậm. Số 9 là một giò cáo có giá là 100.000. Gồm có 3 ngọn. Đấy. Số 10 là một giò cáo 70.000 ạ. Cái này bản lá khá là to. Số 11 giò Vanda có giá là 90.000 ạ. Số 13 là giò hạc vĩ 140.000 ạ. Sơn thủy tiên số 12 có giá là 90.000 ạ. Cái giò sơn thủy tiên này nó hơi còi một chút các bạn. Tiếp đến, đây là hoàng thảo tam bảo sắc, đang mùa hoa rồi. Đấy. Số 4 có giá là 240. Số 3 có giá là 230. Đang nở mất rồi. Số 2 có giá là 240. Đấy, mặt hoa rất là xinh các bác ạ. Và số 1 có giá là 220.000 ạ. Số 1 thì vẫn còn một vài nụ chưa nở. Đấy, 220. Đấy là những cái mặt hàng của nhà em trong phiên ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 8. Ngoài lan ra thì em còn có bán tinh dầu phép chặt các bác nhé. Đây là đặc sản của một cái loại cây chỉ mọc ở Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Và cả tỉnh Cao Bằng thì có mỗi huyện này là có cây này thôi. Và rất là tốt cho sức khỏe. Người ta đã chế tạo ra thành tinh dầu. Cái này các bác dùng để treo xe hoặc là treo phòng rất là tốt. Đấy. Em bán giá là 150.000 một lọ này. Tiếp đến là thuốc diệt sên. Thuốc diệt sên thì cái gói này, gói này các bác về chỉ việc rắc thôi, nó ăn nó sẽ chết. Có giá là 45.000 một gói. Còn cái lọ này là 120.000 một lọ. Cái là lọ nước phun, các bác pha với nước và phun thì dùng một lọ này nhưng mà dùng được rất là nhiều lần các bác ạ. Đấy, còn cái gói này là 45.000 ạ.
Tạm thời phiên sáng hôm nay thì em chỉ có bằng này mặt hàng thôi. Em nhắc lại cái số điện thoại để các bác có thể liên hệ mua lan bên em là 0914 996 482 cả nhà nhé. Em xin phép dừng video ở đây ạ.